Xin chào các bác. Nhà vườn Cát Tường hôm nay lại tiếp tục ra vườn để quay review cho các bác xem cái giống chanh vàng Mỹ Cẩm Thạch này nhé. Cái giống chanh vàng Mỹ Cẩm Thạch này thì là nó khá là khỏe và có thể phát triển ở cả ba vùng miền nhé. Bắc Trung Nam đều có thể trồng được. Đặc biệt cái chanh Cẩm Thạch này thì cái lá của nó rất là đẹp này, như các bác đã nhìn thấy. Lá của nó rất là đẹp nhé. Quả ra thì quanh năm. Lần này nhà em đang lấy cành để chiết ý, đang bón thuốc để cho nó phát ngọn lên để chiết cái cành làm cành cây giống nhá. Chanh Cẩm Thạch này thì là quả có vừa to vừa nhiều nước và cái lá của nó chơi thì rất là đẹp. Thế nên bác nào mà muốn trồng chanh Cẩm Thạch thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0375227484. Đặc biệt cái dòng chanh Cẩm Thạch cái lá của nó rất là thơm nhé mọi người, cái lá của nó cực kỳ thơm nhé, rất là thơm. Cái mùi thơm của nó khá đặc biệt.